một skibidi men light up. Cha con là một tay thành chúa ta microphone. Hành tinh của chúng ta đã bị kẻ xấu xâm lược. Cha con đã bị giết chết. Mẹ khó khăn lắm mới đem giọt máu cuối cùng chính là con tới nơi này để xin con ra. Con phải cố gắng sống sót sinh tồn. Nếu có thể thì hãy tìm cách rồi sử dụng chiếc đĩa bay mà mẹ đã đến đây, quay về quê hương của mình, giải cứu những thuộc hạ microphone man của cha con. Mẹ ơi, mẹ ơi, còn mẹ thì sao? Mẹ, mẹ sắp chịu hết nổi rồi. Hãy nhớ, hãy nhớ, sức mạnh của bất kỳ loài skibidi man nào đều nằm trong tí của bọn chúng. Không, không, mẹ ơi. Con biết rồi, con biết rồi. Con sẽ cố gắng sống sót, tìm cách cứu lấy thuộc hạ microphone man của cha. Chạy xa tao ra, chạy xa tao ra. Mẹ kiếp, có ai không? Cứu tao với. À, lũ quái vật đang tấn công một skibidi man khác à. Chết tiệt, mau tránh ra. Lũ khốn kiếp, các ngươi không được ăn thịt người mới thôi. Mẹ kiếp, lũ quái vật này không cần phải nói nhiều với bọn chúng đâu. Phụ tôi, giết bọn chúng đi. Được rồi, được rồi. Nhưng cậu là ai? Cậu sống trên hành tinh này hả? Sao cậu hỏi gì kỳ vậy? Đây là hành tinh Project Man. Tôi sống ở đây, chứ không lẽ sống ở đâu? Cái gì? Cậu là một Project Man à? Hay cẩn thận, tôi sẽ qua phụ cậu giết chết thứ đó. Mẹ kìa, nó tiến về phía cậu đó. Chết tiệt. Hả? Cậu không phải là một Project Man. Cậu rút cuộc là ai? Sao lại tới đây? Tôi là một Skibidi Lai giữa Microphone Man và Camera Woman. Tôi nghe mẹ tôi nói hành tinh của tôi bị kẻ xấu xâm chiếm, nên bà ấy đã bay tới đây để xin tôi ra đó. Thì ra là như vậy. Rồi mẹ cậu đâu? Bây giờ cậu tính làm sao? Mẹ tôi đã chết lúc mới xin tôi ra. Tôi lang thang suốt mấy năm trời, đụng gì ăn nấy, và tìm cách để quay về giải cứu hành tinh của mình, thì gặp được cậu đây nè. Thôi được rồi, để đền đáp công ơn cậu đã giúp tôi, tôi sẽ dẫn cậu đến gặp một người ông ta có thể giúp được cậu. Cái gì? Cha của ngươi là Titan Microphone hay sao? Và hành tinh của hắn đang bị kẻ xấu xâm chiếm mà. Đúng vậy, đúng vậy. Mẹ của tôi đã nói như thế. Chúa tể, cậu ấy đã cứu mẹ của con, làm ơn giúp đỡ cậu ấy đi. Thôi được rồi, ngươi hãy về chuẩn bị hành lý đi. Lát ta sẽ cử đội quân của ta tới rước ngươi về lại hành tinh Microphone để giải cứu hành tinh của ngươi. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn ngài nhiều lắm. Đúng là cơ hội ngàn năm có một. Tôi bay đâu, mau đuổi theo nó, giết chết nó. Rồi chúng ta sẽ tự tới hành tinh Microphone để đánh bại lũ quái vật, chiếm luôn hành tinh đó. Chú ta, sao ông lại làm như vậy? Ngươi nghĩ đội quân của ta chiến đấu để cứu những kẻ xa lạ đó hay sao? Nếu có chiến đấu hy sinh thì phải phục vụ lợi ích của chúng ta. Nào, mau lên, đuổi theo và giết chết thứ Skibidi Man Lai đó cho ta. Cuối cùng mình cũng tìm được người giúp đỡ rồi. Mình sẽ đem hài cốt của mẹ mình theo. Đúng rồi, thịt khô kiếp kia. Sao các người tới sớm vậy? Ta còn chưa chuẩn bị hành lý mà. Người khỏi cần phải chuẩn bị. Chúa tể sai bọn ta lấy mạng của người, rồi điều quân tới hành tinh của Microphone Man, chiếm lấy nơi đó. Cái gì? Lũ xấu xa đây, các ngươi thật là lăng lòng. Chết tiệt, các ngươi muốn giết chết ta? Được lắm, ta sẽ liều mạng chống lại các ngươi. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, thứ này cũng khó nuốt thật đó. Nào, tiến lên dặn cổ nó thôi. Chết đi lũ đáng ghét. Chết tiệt, các ngươi đúng là những kẻ bẩn thỉu. Ta sẽ xé xác nuốt lấy người của các ngươi hết luôn. Gì vậy? Mình nhớ ra rồi. Mẹ mình từng báo tất cả năng lượng sức mạnh của những Skibidi Man 50 tỷ bọn chúng. Không lẽ khi mình nuốt vào, Mình đã hấp thu sức mạnh của bọn chúng? Hay lắm. Được rồi, mình sẽ đến chỗ tinh chúa tể Project Man hỏi rõ chuyện này. Chết tiệt, hai tên ngu ngốc đó sao giờ này còn chưa về nữa? Bọn chúng sẽ không quay về đâu, bởi vì bọn chúng đã bị ta giết chết ăn thịt rồi. Hả? Gì thế này? Ngươi là kẻ nào? Mới đó,
mà ngươi đã quên ta thật mau thế. Ta là kẻ mà ngươi muốn giết chết để điều động binh lính tới hành tinh của cha ta, thừa nước đục thả câu, xâm chiếm. Cái gì? Không lẽ là ngươi thương lại tạo giữa microphone man và camera vô mạnh đó à? Chết tiệt, ngươi không sai, ta đã xé xác những tên thuộc hạ của ngươi. Thật không ngờ sức mạnh của bọn chúng không nhỏ, giúp người ta to lớn trưởng thành vượt bậc như thế này. Thật đáng ghét, mày còn to gan dám vác mặt tới đây nữa à? Mày dám thách thức tao, tao sẽ nghiền nát mày thành tương. Ta tới đây không phải để thách thức ngươi, mà muốn hỏi ngươi tại sao ngươi đã nhận lời giúp đỡ ta mà lại lật kèo, lại muốn chiếm lấy hành tinh của cha ta. Ngươi đúng là thứ bẩn thỉu. Chuột chưa, ta là như vậy chỉ cần có lợi ích cho ta và giống loài của ta, ta mới thực hiện. Còn không, ta không bao giờ giúp đỡ những loài khác. Chết tiệt! Vậy thì ta sẽ liều mạng giết chết thật khổ kiếp nhà ngươi. Mẹ kiếp, sao sức mạnh của ngươi gia tăng đột ngột kinh khủng thế? Chú tên thật khổ kiếp, ngươi không được làm hại ngươi ấy. Bọn ta sẽ liều mạng với ngươi. Lũ xấu xa các ngươi có lẽ đã lỡ ý chơi, muốn diệt vong lời rồi chết men của các ngươi. Chết tiệt. Dừng lại. Làm ơn đừng giết chúa tể và lòng loại của tôi. Tôi cầu xin cậu đó, Tha cho họ đi. Là cậu Rochette Man. Khổ kiếp, nhưng chúa tể và những tên đồng loại ở đây của cậu, bọn chúng thật thâm độc, bọn chúng còn định muốn giết tôi nữa. Tôi biết họ đã đối xử nhẫn tâm với cậu, nhưng mà Ông ấy chỉ muốn tốt cho giống loài của tôi mà thôi. Ta không cần ngươi phải cầu xin hắn. Tên thuộc hạ nhỏ bé kia, người câm mồm đi. Người thân phận là chúa tể, nhưng còn thấp hèn, bẩn thỉu hơn thuộc hạ của mình. Cậu ta mặc dù nhỏ bé, nhưng cậu ta biết có ơn phải trả. Còn ngươi thì sao? Khổ kiếp, người dám lên lớp ta. Được lắm. Có phải người muốn cứu lấy hành tinh của cha mình, cứu lại giống loài của microphone không? Ta sẽ giúp người, nhưng người phải hứa với ta một điều. Thứ xấu xa như ngươi, ta không cần đến sự giúp đỡ, và ta không cần phải hứa với ngươi. Hãy lắng nghe với ta trước đã. Sau khi ngươi giải phóng được hành tinh của cha ngươi, ngươi phải quay về đây giúp đỡ lấy thuộc hạ Rochette Man của ta, làm cho hắn trở thành vị chúa tể mới ở nơi này. Ngươi có đồng ý với ta hay không? Gì chứ, chúa tể con ngài thì sao? Cơ thể của ta chứa rất nhiều nguồn năng lượng, ta không thể nào khai phá được đó. Có lẽ ngươi sẽ thích hợp hơn. Nào, hãy nuốt lấy ta, hút lấy tỷ của ta, sẽ gia tăng sức mạnh ngươi hàng ngàn lần. Lúc đó ngươi sẽ đủ đẳng cấp để quay về hành tinh của cha ngươi, giải cứu giống loài microphone. Làm đi. Được, ta sẽ giữ lời hứa với ngươi. Không. Cười của cậu thật là khủng khiếp quá đi. Thật không ngờ trong cơ thể tình chúa tể của cậu lại chứa nguồn năng lượng mạnh đến như vậy. Được lắm, vậy thì tôi sẽ cấp tốc quay về hành tinh microphone của cha tôi, giải cứu đồng loại của ông ấy, rồi sau đó đến đây để hỗ trợ cậu trở thành chúa tể mới. Tôi đi đây. Đau quá. Các ngươi đừng hành hạ bọn ta nữa. Bọn ta không những không hành hạ các ngươi, mà cho các ngươi chết không bằng sống. Cũng giống như cách bọn ta giết chết chúa tể tài tình microphone man của các ngươi vậy. Chuẩn bị chịu chết đi. Cô kia cuối cùng cũng tới rồi. Lũ chết tiệt, mau dừng tay, không được sát hại những microphone man kia. Cái gì? Kẻ nào to gan dám xen vào chuyện của bọn ta? Chết tiệt, ngươi lại, bọn ngươi chán sống rồi à? Khôn kiếp, thì ra là lũ quái vật robot ngoài hành tinh. Chết tiệt, ta chính là thành viên của thế giới microphone man này. Ta tới đây để giải cứu những đồng loại của ta khỏi thứ khốn kiếp các ngươi. Bẻ kiếp, không thể nào,
Sao người to lớn khổng lồ đến như vậy? Rõ ràng hành tinh này chỉ có một tên chúa tể Titan Microphone, và hắn ta bị ta giết chết rồi mà. Người nói không sai, người đã giết chết cha ta. Nhưng ta là con của mày, ta đã phải cực khổ sống lưu lạc ở một hành tinh khác. Bây giờ ta đã có được sức mạnh vô địch, ta quay về đây để kết liễu tên độc ác như ngươi. Còn lũ rác rưởi đằng kia, hãy xuống địa ngục chung với chủ nhân của các ngươi luôn đi. Cuối cùng mình đã giải phóng được hành tinh của cha mình rồi.